kết. Coi thấy nó ngon. Nè, ta giờ đi liệp với cô nè. Bim này con. Mà kênh sổ phà phà liệp lê ở xí sân. Rộng bạc đá lại con. Ơ, nó sẽ ngon không nhỉ? Thằng đấy con. Nè nè nè, phà liệp lê con ta. Con ta con. Con này khăn này con. Nè. Liệp lê nè khinh rộng bạc phê. Liệp lê hai bẹt khả áo với xa át hết trong bàn nọc đà lì. Rộng bạc ha. Cô chụp ảnh đi này. Xử lý. Nhưng con nhưng. Bà giờ chuyện đi bà con chơi xem. Chọn lựa ăn ngon ai nha. Cô cầm rơ á. Nhẹ liệp lê ấy ốp ốp ạ. Ốp hay rôn của mọi việc bạc tê bạc ra ra. Anh này á con. Mà tha ba liêng thân em ôi tớ nó xong sạch nè. Anh đi liệp lê xong nó còn. Mày sạch thầy. Chấp. Liệp lê hay liệp kho của tua bẹ ao ở xa chân. Ta. Dung tại. Con thơ có bác thôi. Con đây con thơ có bác thôi. Sai tại ai? Ôi sao nga, sai tại ai con? Ngồi kê như thế này. Nhiêu con? À sai ao tìm không? À hai ba ta. Thì con này sẽ khai chẳng năng hả? Cái kì hả? Con này khăn ấy hả? Khăn ấy là hả? Khăn ba bẹ áo oi nâng mềm. Hay con này trong nó là nghi ở mềm hả? Qua thôi. Con này trong nó là nghi ở mềm. Nè bẹ áo nè. Áo là sát sát. Áo ôn át át. Nó không dùng. Chẳng ba trụ ấy anh em. Nói. ตะปายโลสัมปาติโยเอียญามเลยแล้วข้างมันมันข้างมุกลังกระหอมอ่ะมื้ออ่ะข้างปังสายใจจะมุกจ๊ะอ๋อให้ข้างเก็บดาเลงดังนั่งอ่ะข้างเก็บดาเลงแม่งก่อนอ่ะแล้วเก็บดาเลงติดสนะจำติดเจ็บปายโยเอียญามมาแล้วเก็บดาเลงติดอาจารย์ก่อน mà ngập đá lấy bim này mà ngập đá lên thì sao nữa mà còn tâm khiến xử lý nó xem cái ở ngoài văn tóc.
pa mơ đai tinh mơ trâu liêng nam tiết đắng mơ mơ à đây à prang ngơ tia chăng con này tắt clean ni mên hết rồi lì mà con mà ngớp tí nhá lấy mà con mà ngớp lên thế cả con xô ly ơi con xô ly chạy được á ok nằm đang tải con một ba ba vô con tới một cô nhà chơi con mà con thích bà đi tập kỹ nhá chẳng phải lực vô mà nói con con mà con xô ly ơi con xô ly chạy được á ok nằm đang tải con một ba ba vô con tới một cô nhà chơi con mà con thích bà đi tập kỹ nhá chẳng phải lực vô mà nói con con mà con xô ly ơi con xô ly chạy được con ok nằm đang tải con một ba ba vô con tới một cô nhà chơi con mà con thích bà đi tập kỹ nhá chẳng phải lực vô mà nói con con mà